chào mọi người, buổi trưa nè, đó thằng em chồng tôi đó, nó cắt cỏ đó, đó nó nuôi bò dữ lắm, nuôi bò dữ lắm, nó nuôi cả mười mấy 20 con lận, không ít đâu. Nó mới 9 giờ là bắt đầu đi cắt cỏ rồi nghe quý vị, đó vườn rộng lắm, thênh thang luôn, trồng cỏ là ăn của nhà không đâu, cắt quay đâu, ăn đầu này cắt đầu này tới đầu kia là có cắt nữa rồi quý vị. Nó vườn rộng dữ lắm, vườn này quý vị thấy không, nó vườn mấy trái chiến mà trái dậy đó, đó thấy không, đó vườn này hái cũng được lứa rồi, cũng trái chiến không đó quý vị thấy không quý vị, đó vừa Trà Vinh vậy không á, miền Tây Trà Vinh vậy không á, đó. Còn cây này thì mới xây bằng thang à, chưa. Thấy không? Thằng em tôi nó cắt cỏ không đó, thấy cẩn thận chưa? Một ngày vậy là nó xe rùa đó là khoảng là 15 xe vậy đó, ăn mới đủ quý vị. Bò nái 10 con bò nái đó, 5 con bò đực, ở 5 bò đực chuẩn bị xuất chuồng hết trơn đó. Quý vị thấy không, chứ mé cũng còn tiết kiệm mà phải trồng cỏ đó, đó. Nó Bến Tre vừa đặc sản với miền Tây cũng đặc sản nha quý vị, đó vừa miền Tây cũng đặc sản nè, đó vừa đặc sản luôn đó. Hồi xưa Bến Tre là đặc sản là dừa, giờ miền Tây cũng đặc sản là dừa. Cỏ trồng tốt hết sức rồi, cỏ thương nước mà cỏ xả này mà trồng mà cắt lại cái tốt ghê, nó đẹp hết biết tốt nha. Lại mưa nè, cái chuối sùng bố mày giặt giục mẹ đi. Trồng trên chỗ khác cái trồng ở chỗ đó cũng bị nữa à, vậy thấy chưa, đang là một xe nè đó. Đúng rồi, đồng bảo nó mua cho nó 10 kg DAP với 5 kg phần ure. Trời ơi, tao nói tao dục phải không? Không nói thì chưa có dục mà tao nói bị gì ba cái mấy năm nay trồng ba cam á. Không với ba cỏ nó quay xuống rồi tao nói trồng nó tốt một cái ăn. Cái cắt quan lượt cái bắt đầu y bỏ mới mua cho y 10 kg thì vô bữa nay tao nói ăn. Bữa nay ngập đầu hết trơn mà tao nói nó xanh đen hết trơn. Nó cắt có 3 bụi mà bo nó ôm là có 3 bụi cỏ xả mà bo nó ôm cho 1 ôm rồi tính đi. Nó ôm bó nó về 2 bữa trời nó làm nó muốn trèo cổ đó chứ. Tao nói ra vừa vừa với bữa trời mưa không biết không, trời mưa á. Trời ơi, tao la. Chị la nó cắt rồi, con cũng chia hai ra, có con Trinh ơi, chia hai anh em chia ra. Nó thôi con Trinh nó ôm nặng. Trời ơi, mà vậy chứ để mày về 2 bữa trời mắc mua thuốc cho nó uống với so bóp cho nó đó. Lấy dầu sao tha thoa bóp cho nó. Trời ơi, cha nó la làng không. Nó dắt 1 bò nó bó cỏ nó về, mày biết nó ăn nhiêu không? Ăn 1 ngày đó tin không? Chị nói mày có tin không?
bó rồi, không thấy con bó rồi là em sợ. Chị la nó, chị nói không phải con rể, con nói sức mạnh vậy là con ngon đâu. Mà trong khi có con Trinh nữa, phải không có con Trinh đâu. Thôi vậy mà mày mày ôm phần nữa đi, không tới phần nữa thì anh ôm phần nữa, em ôm miếng. Nó không cho con Trinh ôm. Không cho con Trinh ôm thì bó hai chiếc này người ta lên xuống không. Vậy mà còn đi đem về xuống xuồng này cần giác lên á, mày thấy đâu phải chuyện thường là đẹp. Ừ, chứ không phải bị giác gì tới nhà luôn đâu. Cắt sớm bụi xương. Hôm qua làm hai lọn rồi. Hôm qua tao la làm hai lọn nhỏ nhỏ với một cái một cái sách. Năm nay vừa bị cúm gia cầm mà năm nay vừa mình nó không có sụt cũng đỡ nha đẹp ha. Rồi năm ngoái nó mấy năm trước vừa có 30-35 ngàn chục à. Rồi ra chú hả? Hai điệp cắt cỏ nè quý vị, xong nè. Đó, trồng nuôi bò mà trồng cỏ nè, cỏ tốt vậy nè, cả nhà dòng cả nhà. Quay phim chơi vậy? Hả? Phim hả? Ừ. Phim đâu ơi, lên phóng lên cho thằng Tam làm bên dị gieo gì đó. Ừ. Thấy không cả nhà đó này nè. Đó, hai điệp cắt cỏ nuôi bò, ta cắt cỏ ta nuôi bò, trồng cỏ quá chừng luôn. Đó, sáng người ta không đi chợ, người ta sáng ra cắt cỏ thấy không đó. Thấy không quý vị? Đó. Gắn cắt ngồi đi cái gì? Đó. Trồng cỏ ra là tốt không? Đó, thấy không? Đất nhà. Còn gói vậy nè, đó, quý vị thấy dòm rõ ràng không? Cả nhà dòm cả nhà. Đó. Biết mà tiết kiệm cái đường đi cũng vừa vừa đi thôi chứ đâu bự làm chi. Đó. Còn cỏ cắt cây nó cũng rộng rinh mênh mông vậy. Trời ơi, dân miền Tây vậy hết các bạn ơi. Ai muốn về miền Tây nuôi bò thì theo biết thì về miền Tây nha, nuôi bò trồng cỏ đó miền Tây tại Vinh vậy không đó đó. Có bông là đẹp không quý vị, đó quý vị giờ mới có bông đó. Cả nhà giờ mới cả nhà đó. Trời ơi, dừa cũng xây bằng than hết trơn á, dừa cỡ này nè cả trăm gốc nè, nó chuẩn bị có trái trơn đó. Đó. Không có gì, đó, vừa có vậy đó, xây bằng than trên cả trăm gốc đó. Đó. Về miền Tây là vậy không đó. Xong miệt vườn mà. Ông Mười có chạy ông Điệp không có không? Miền Tây vậy đó, sông nước miền Tây vậy đó các bạn ơi. Dân miền Tây vậy, nuôi bò, trồng cỏ, trồng dừa, đó, vậy đó.